16, cặp đấu thứ 16 giữa 50 và 45. Cả cho bắt đầu. Thank you.
này sẽ gặp khó khăn cho tổ trọng tài. Vâng, đúng là như vậy, đây là một cái tiền có thể nói là làm cho kéo dài thời gian. Chúng ta thấy là trong số 50 đáp án
đến từ sân Tú quần Phúc Thọ đối đầu với trường số 45 của ông Đinh Văn Tưởng đến từ Văn Nam. Như vậy là trận này hai ông đều ở Phúc Thọ, Văn Nam và Xuân Phú đấu với nhau. Sau 50 và 45 sẽ là 64 và 77. Đề nghị tổ Tô Đức sẽ đưa cho 64 và 77 vào luôn một chuồng trồng ngay sau khi 45 và 50 vào sân thi đấu. Sau trận đấu đó sẽ là châu 04 của Nguyễn Đạt Thưởng và châu số 40 của Nguyễn Tuấn Việt. Let's go now.